Sau thành công của album Vũ trụ cỏ bay, Phương Mỹ Chi đã có cuộc trò chuyện với phóng viên về những khó khăn trong hành trình thay đổi dòng nhạc cũng như quyết định mở công ty và dọn ra ở riêng. Xin chào Phương Mỹ Chi, cảm giác của bạn như thế nào sau đêm showcase dưới mưa to? Tôi nghĩ từ hạnh phúc không đủ sức để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Sau đêm đó, tôi có nhiều niềm tin rằng tôi có khán giả của riêng mình và có động lực làm nghề. Vậy trước đó, bạn hoài nghi về điều gì mà nghĩ mình không có khán giả? Tôi hơi tự ti và luôn luôn áp lực việc liệu rằng mình có khán giả hay không, mà đó cũng là điểm chung của nhiều ca sĩ. Chẳng hạn, khi mình quyết định đi xem một show diễn của nghệ sĩ nào đó, mình phải suy xét nhiều thứ, cho nên để có đông đảo khán giả ở sân trường hôm đó thì tôi biết họ rất yêu mình. Khi làm Vũ trụ cỏ bay, có phải Phương Mỹ Chi muốn nói với mọi người rằng mình không bao giờ từ bỏ dân ca? Điều đầu tiên, album đó hướng tới các bạn trẻ để họ yêu truyền thống dân tộc Việt Nam hơn và thấy nó nhiều màu sắc. Thứ hai, tôi muốn các khán giả đã yêu tôi từ 10 năm trước vẫn yêu tôi. Bằng chứng là mọi người rất thích chiếc lược ngà, tôi chỉ cần như thế thôi. Tôi muốn chứng minh rằng tôi nói được làm được, không hề bỏ nhạc dân ca. Vì sao Phương Mỹ Chi không thực hiện thêm MV cho những ca khúc khác trong album mới? Tôi chỉ làm MV cho Vũ trụ có anh và Đẩy xe bò thôi vì không đủ kinh tế. Tôi không ngại nói về việc thiếu kinh phí. Nếu như tôi đủ sức làm thêm 20 megavolt nữa thì tin đồn Phương Mỹ Chi có 8 cái nhà, 8 cái xe sẽ trở thành sự thật rồi, cười. Tại sao hôm showcase của Phương Mỹ Chi không có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê? Tôi có gửi thiệp cho ba Quang Lê và ba nuôi luôn là người đầu tiên tôi mời trong những dịp đặc biệt. Nhưng ba Quang Lê lại là một con chim bay giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi cũng không biết vì sao những ngày quan trọng của mình lại trùng lịch với thời gian ba nuôi ở Mỹ. Mối quan hệ của tôi và ba nuôi rất bình thường, lâu lâu ba Quang Lê còn gọi hỏi thăm. Nhất là khi tôi ra mắt Vũ trụ có anh và Đẩy xe bò, ba nuôi gọi điện thoại vì mừng cho sản phẩm mới của tôi được khán giả đón nhận, đồng thời ba nuôi còn nói rằng tôi đã đi đúng hướng. Có nhiều người bất chấp chiêu trò để duy trì tên tuổi của mình. Vậy Phương Mỹ Chi có từng trăn trở về việc làm sao để giữ được độ nóng của mình? Sau 10 năm, những từ mà khán giả thường nhận xét về tôi chính là chăm chỉ, bền bỉ. Chỉ cần như thế thôi, tôi đã thấy đủ rồi. Thật sự, mọi người dành cho tôi rất nhiều danh xưng như tấm gương con nhà người ta hay bảo vật của Gen Z. Tôi không dám nhận điều đó. Bởi khi tôi làm nhạc cho các bạn học sinh, sinh viên, tôi chỉ muốn làm người bạn đồng hành chứ không muốn làm tấm gương hay hình mẫu, vì mỗi người là một cá thể độc lập, có cá tính riêng nên sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. Còn tôi may mắn khi được theo nghệ thuật từ nhỏ và sau 10 năm cố gắng tôi mới có thành công như thế, chứ không phải ngày một ngày hai. Điều gì cũng có quá trình cả. Tuổi trẻ sẽ khó tránh được những bốc đồng trong tính cách. Vậy bạn làm sao để kiểm soát tốt cái tôi của mình để không vướng những ồn ào? Tôi có nóng giận nhưng không bốc đồng. Đó có lẽ xuất phát từ tính cách hiền lành của tôi, nên khi làm sản phẩm tôi phải học tính nhiệt huyết từ nhóm DTAP rất nhiều. Thật sự, tính của tôi hiền lành nên không bao giờ quá sốc nổi hay bốc đồng trong âm nhạc và cả những vấn đề trong cuộc sống. Tôi luôn muốn xử lý mọi thứ ôn hòa. Tôi đọc hết những nhận xét đó và thấy rằng những bình luận tiêu cực đã ít hơn ngày trước. Khi đọc, tôi luôn giữ cho mình trạng thái cân bằng, vừa lắng nghe mọi người vừa tin tưởng vào chính mình để biết mình cần gì. Tôi là người hay quên nên điều gì ấn tượng lắm tôi mới nhớ, và đó đều là những kỷ niệm đẹp. Phương Mỹ Chi nghĩ mình có thể hát live được bao nhiêu bài? Tôi từng tổ chức nhiều mini show trong phòng trà và hát được 20 bài, còn concert thì tôi chưa biết thế nào. Tuy nhiên, hôm showcase tôi cũng thử sức vừa hát vừa trình diễn, thay đồ và trò chuyện với khán giả. Tôi hát live 10 bài vẫn ổn, chưa bị khan tiếng hay mất sức. Cho nên, tôi nghĩ nếu ở sân khấu giống như thế, tôi có thể hát hơn 10 bài. Tôi nghĩ điều này khán giả cần phải biết nhiều hơn, vì playback không xấu và nó là thứ cực kỳ cần thiết cho một màn biểu diễn của tất cả những nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp ở trong nước và quốc tế. Nhưng mình phải làm thế nào cho tinh tế, và tôi có DTAP hỗ trợ phần này nên rất yên tâm. Trong một tiết mục, tôi phải biết bài nhạc đó quan trọng nhất là phần nào. Tất nhiên giọng hát tốt là điều cần thiết, nhưng nếu màn trình diễn đó có thêm phần dàn dựng hay nhảy thì mình không thể tập trung hết vào phần hát được. Cho nên, tôi cần biết đoạn nào tập trung hát và đoạn nào tập trung nhảy thì phần playback được chỉnh lớn hơn. Đó không chỉ an toàn cho nghệ sĩ mà còn giữ cảm xúc cho khán giả nữa. Tự nhiên mọi người đang nghe bài hát rất hay mà có tiếng thở hồng hộc thì sẽ làm mất cảm xúc. Còn bài nào cần thể hiện giọng hát, tôi sẽ chú tâm vào việc hát thôi. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn cần hiệu ứng âm thanh để màn trình diễn được tốt nhất. Playback khác hoàn toàn với hát nhép, vì hát nhép khiến mình mệt trong tâm trí, vì mình cứ hồi hộp, sợ hãi bởi lo lắng rằng nếu nhạc đột ngột tắt là mình không biết làm sao. Lúc đó, chắc mình chỉ có chết đứng trên sân khấu. Dẫu vậy, có những chương trình bắt buộc phải hát nhép để đảm bảo tiết mục ghi hình hoặc trực tiếp được mượt mà. Vì nhiều khi đường truyền của sóng trực tiếp không được ổn định gây ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả xem truyền hình, cho nên tùy theo vào tính chất chương trình mà mình phải tuân theo. Sau showcase, có những thông tin trên mạng xã hội nghi vấn liệu Phương Mỹ Chi có hát nhép hay không.
Bạn nói gì về điều này? Dĩ nhiên là tôi không hát nhép vì ở đó có nhiều khán giả và anh chị báo chí nên nếu nhép thì mọi người sẽ nhận ra ngay chứ bây giờ mình không thể qua mặt được ai đâu. Trong suốt 10 năm làm nghề, giai đoạn nào là khủng hoảng nhất? Không đến nỗi là khủng hoảng nhưng tôi có khó khăn, áp lực và bị tụt cảm xúc. Tôi nghĩ thời điểm khó khăn nhất là mình mở công ty vì mình tiếp xúc với môi trường mới, có định hướng mới rồi phải chuẩn bị vào đại học. Bên cạnh đó, tôi còn quyết định ra ở riêng cùng với chị gái mà không ở chung với ba mẹ nữa. Ngoài ra, tôi còn tháo kính để khiến bản thân trở nên khác hơn. Từ đó, tôi phải tìm hiểu, thích nghi từ từ nên giai đoạn chuyển giao hơi khó khăn một chút. Giai đoạn rời xa vòng tay của ba mẹ, bạn làm quen với cuộc sống độc lập như thế nào? Trước hết, tôi phải đấu tranh với bản thân rồi đến ba mẹ. Tôi xin phép sống riêng rất khó vì là cục cưng của gia đình và được ba mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đến một thời điểm tôi muốn tìm những cảm hứng khác để sáng tác. Mọi người cũng biết viết nhạc cần rất nhiều không gian, khoảng lặng để cảm thụ âm nhạc nhưng khi ở nhà chung với ba mẹ, tôi không có phòng riêng và tôi còn sống trong xóm lao động nên nhịp sống rất nhộn nhịp. Dù nó rất vui nhưng có những lúc mình cần khoảng không gian im lặng để tập trung suy nghĩ. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi muốn chuyển ra ở riêng. Sau khi ra ở riêng, cuộc sống của bạn đã ổn định chưa? Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn một năm trước. Sau showcase, ba mẹ hoàn toàn tin tưởng và hiểu rằng vì sao tôi nhất quyết đấu tranh để được sống độc lập. Khi đó, tôi muốn tự quản lý công việc, mở công ty, hợp tác với người này người kia. Nhưng lúc đó ba mẹ không hiểu mình nói cái gì. Vì ba mẹ sợ mất đi những thứ đã có và hợp tác với những người không đáng tin tưởng hoặc sợ tôi bị gạt tiền nữa. Đợt đó, tôi có khóc lóc vì tức còn mẹ tôi cũng khóc bởi không thuyết phục được tôi ở lại chứ hai bên không ai van xin ai. Cả mẹ và tôi đều rất cứng rắn dùng lý lẽ để thuyết phục lẫn nhau. Vì sao Phương Mỹ Trì quyết định học đại học ngay thời điểm sự nghiệp của mình đang có bước chuyển quan trọng? Từ nhỏ, tôi đã thích đi học. Tôi không sợ việc ba mẹ không mua đồ chơi nhưng rất sợ phải nghỉ học. Cho nên, trong 2 năm tôi không học đại học thì tôi cũng bị bực mình khi nhiều người hỏi rằng tôi bỏ học và cứ thắc mắc chuyện đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bỏ học. Hiện tại, tôi đang làm sinh viên năm nhất ngành truyền thông ở trường Swinburne University. Trong 2 năm tôi hoãn việc học, tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ, nghiên cứu để xem mình hợp với ngành gì. Tôi không theo học trường nhạc vì với tôi âm nhạc là thứ gì đó rất tự do, linh động nên tôi muốn mình phát triển một cách tự nhiên nhất và trau dồi những thứ mình cần, thay vì ép bản thân vào khuôn khổ nhất định. Bạn có áp lực khi làm trụ cột kinh tế của gia đình? Dĩ nhiên, khi mình có quyền quyết định tài chính, mọi thứ càng áp lực hơn. Nhưng tôi còn có chị gái của mình và chị ấy đang đi làm trong công ty của tôi nên cả hai chị em san sẻ mọi thứ cho nhau chứ không phải một mình tôi làm hết mọi thứ. Phương Mỹ Trì có lo lắng rằng mình quá giỏi sẽ khó tìm được người yêu? Thứ nhất, tôi không cảm thấy mình quá giỏi. Thứ hai, tôi thấy mình là người hòa nhã và đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng duyên chưa tới nên tôi hy vọng đi học đại học sẽ có người thương. Bạn có nghĩ việc so sánh bản thân với nghệ sĩ khác như Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy là điều cần thiết? Tôi thấy không cần thiết vì ai cũng có khán giả riêng của mình và một khán giả có thể thích nhiều dòng nhạc của nhiều ca sĩ khác nhau. Cho nên, việc so sánh đó không khiến tôi có động lực hoặc kéo tinh thần của tôi xuống. Vừa qua, việc bạn xuất hiện trong game show, người ấy là ai với vai trò cố vấn, điều này gây nên nhiều tranh cãi. Bạn nói gì về câu chuyện này? Tôi bất ngờ khi mình bị nói ra nói vào, vì tôi nghĩ đó là một game show nên chỉ cần mình chơi vui là được. Nhưng tôi không nghĩ mọi người nói rằng tôi còn nhỏ và không có kinh nghiệm yêu đương, tuy vậy, khán giả không chỉ trích quá nặng nề mà chỉ thắc mắc vì sao tôi lại được ngồi vị trí cố vấn. Nhìn lại, tôi thấy mọi người nói đúng vì mình nhỏ tuổi hơn nữ chính nên không thể chia sẻ kinh nghiệm được. Nhưng nếu khán giả xem kỹ thì tôi không đưa ra lời khuyên mà chỉ nêu lên cảm nhận của bản thân thôi. Cảm ơn những chia sẻ với Phương Mỹ Trì.